Xin chào các bạn. Trước mắt các bạn đang là bộ cờ lê vòng miệng hệ Med 6 chi tiết đến từ hãng Yato Ba Lan. Bộ sản phẩm này có mã là IT5532. Nhìn bên ngoài thì thiết kế rất là đơn giản, hoàn toàn bằng nhựa và có một cái nắp nhựa màu trong suốt. Đây là toàn bộ sản phẩm cờ lê, có tất cả là 6 chiếc cờ lê. Chiếc nhỏ nhất sẽ là cờ lê 22, 24, 27, 28, 30 và 32 là chiếc to nhất. Đây là chiếc cờ lê to nhất trong bộ IT0360. Như mình đã nói trước trong các video trước thì tất cả các sản phẩm cờ lê hay là món lết của Yato thì sẽ đều có mã số riêng. Tại vì chúng tôi sẽ bán lẻ từng sản phẩm như này. Bạn nào mà không mua cả bộ thì chúng ta có thể mua lẻ. Đây là chiếc cờ lê 22. Sản phẩm thông lộ hoàn toàn là sản phẩm mới 100%, nên là rất đẹp, bóng, sáng bóng. Sản phẩm hiện có sẵn tại showroom của Yato, số 3 cộng 5 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội. Các bạn quan tâm sản phẩm thì vui lòng để lại comment bên dưới, rồi để số điện thoại bên mình sẽ có nhân viên hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong các video sau. Xin chào.